Dù là bề ngoài, nhưng chúng ta cũng đã kết hôn với nhau rồi. Phải cùng nhau nỗ lực chứ. Anh định sống cả đời như vậy sao? Không phải. Giao dịch sao? Chắc là cô đã quên rồi hả? Vì chuyện của giám đốc Go cho nên chúng ta kết hôn. Kết hôn để có hợp đồng của giám đốc Go thì chúng ta có thể giống với các cặp vợ chồng khác hay không hả? Anh Sơ Chun. Cô mau thôi đi. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Sơ Chun à. Gì vậy? Kết hôn vì giám đốc cô hả? Dạ cô. Yura. Dạ. Cô mới về hả? Cô cảm thấy hơi mệt. Cô đi nghỉ đây. Chào con nha. Dạ. Gì đây? Nghe thấy hết rồi hả?